Xin chào các bạn. Hôm nay mình phải đi nhổ cỏ rãnh ở các cái rãnh này nha các bạn. Vì không dẫy được. Nó có lước này không dẫy được và mình phải đi nhổ. Làm cái cỏ này ở cái rãnh đúng dưa nha các bạn. Và phải nhổ bằng tay nhé. Cái rãnh này có lước rồi nên là không thể lấy cuốc sơ được. Và phải dùng tay để nhổ vì giờ là cỏ nó cũng... nãng còn đang là còn là cỏ lon nhé các bạn. Mình nhổ hai bên nãng này. Cỏ lon nó cũng rất là dễ làm thôi. Mình chịu khó nhổ thì là nó sẽ sạch, nó sẽ không bị ấy nhé các bạn. Các bạn nhìn thấy cái rãnh này. Đấy, rãnh này nó rất là nhiều cỏ. Thế là mình phải nhổ nó sạch sẽ đi. Nhổ sạch thì nó mới ít sâu bệnh nha các bạn. Vì các con sâu nó hay tụ ở các cái chỗ cỏ rậm này. Thế là nó đến tối nó bắt đầu nó mò lên nó cắn cây dưa của mình. Nên là cây dưa của mình rất hay bị chết. Nhổ rậm. Cái cỏ này nó còn non cho nên nó cũng rất là dễ làm. Nhanh lên lắm, nó mùa này mùa cỏ nó nhanh lên đấy. Vài hôm thì khoảng 2 tuần là mình phải đi nhổ một lần. Cái chỗ mình đã nhổ đây. Cái này con sâu này các bạn, con sâu nó tụ ở cái cây này, con sâu đấy, con sâu này nó nồng thì ngứa lắm nha, con không dám động tay vào đâu, con sâu này ấy. Mấy cái gì để giết nó đi, trị nó đi, nhưng mà nó cắn cây dưa của mình, giờ mình phải lấy cái đất này, mình vĩ nó, ra tí này nó chết. Nên là sinh có cỏ này nó sinh rất là nhiều sâu bệnh. Rồi thì mưa dầm mấy hôm liền. Đấy, rồi này, con sâu đang trôi trong lồng mèo phèo này các bạn. Mình phải gạt nó vào bờ. Gạt nó vào bờ để mình giết nó đi. Đúng lúc nó còn sống lại nên nó cắn. Trôn nó vào đây. Toàn cây cỏ dại, cây tàu bay với cây rau rệu. Cây rau rệu này nó rất là nhiều con sâu nó ăn. Nó tụ này, rất là sâu lông. Nó lướt là mình nhổ, mình giữ nó đi, nó đỡ nặng.
việc là lông vất vất là vất vả nha các bạn. Trời mưa thì các bạn có thể đi chơi, nhưng mà mình vẫn phải ra đồng. Thì nếu như mà nghỉ 1-2 ngày liền thì tí là sâu rồi vào là cỏ nó mọc rất là nhanh nhé. Nên ra là không thể nghỉ được. Vì là này cái này nó cũng có thời vụ của nó chứ, không phải là lúc nào cũng làm đấy các bạn. Nhưng để nó tốt quá này, sâu nó ăn hết. Là nó còn non non mà mình phải đi làm luôn. Đấy, mình đã làm sạch rồi đấy các bạn. Sạch chưa? Rãnh đã sạch bóng luôn. Rãnh hai bên nó rộng như này. Đấy, các bạn thấy không? Nó rất là rộng. Còn mình nó thành nhỏ rồi. Không nhổ được sạch đâu nhé các bạn. Vì là mình nhổ những cây nó vừa tầm thôi, nó bé quá là cũng không thể túm được nó nhé, để giật nó lên nhé. Nhổ những cây còn lại non bé mà phải để khoảng 1 tuần nữa lại đi làm lại. Cái này chỉ có đi làm cỏ như này thôi. Cỏ nó là cỏ nó còn non. Cái cây cỏ này là cây cỏ cứt lợn. Ở dân mình ở đây cứ hay gọi là cây cỏ cứt lợn. Nó có một cây già thế này. Nó già lên ra nó ra hoa ấy. Ra hoa nó nở ra. Thế là cái con nó mọc lên lắm như vậy. Đấy lại cây rau dẹo. Cây đường vực nữa. Đây này, cây đường vực nó tượng cây lúa nha các bạn. Nhưng mà nó là cây đường vực đấy. Rất là nhiều các loại giống cỏ. Cả cây tàu bay nữa nha các bạn. Đây là cây tàu bay này. Cây này cây tàu bay này. Đang chuẩn bị về. Vào có tí thôi à? Cái đấy là cái gì đấy? Trồng là cà chua à? Thế là có cây để có quả mà ăn rồi nhỉ? Thế à?
nhổ qua cỏ đi nắm con sâu nó bám vào cái cỏ đấy lắm, xong là nó cứ leo lên đấy, chồng nó gặp nó cứ đây nó cắn này. Thôi nhá, video mình chia sẻ cho các bạn đến đây thôi. Hả? Ta vừa cấu đi bao nhiêu lá gốc kìa, đã chán đời lắm. Mưa không cắm được nốt cái này, cái này đang không chặt được nốt nữa mà cắm được mỗi mấy cây bọ. Bỏ ánh về chưa? Bỏ ánh về rồi à? Đây cũng đi về thôi, xong rồi.